Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là trưa ngày thứ ba, 14/4/2017. Chúng tôi đang có mặt trong hội quán của đền thờ Đức Thánh Trần để gửi tới quý vị một phóng sự đặc biệt, một chuyến đi biểu tình chống cuộc họp thượng đỉnh của Mỹ cũng như là Tàu Cộng tại Florida West Palm Beach. Và hôm nay là ngày thứ ba, thì sau khi phái đoàn người Việt quốc gia tại miền Nam Bali đi biểu tình và họ đã trở về, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Sau đó là phần tường trình của ông Phan Kỳ Nhân, Chủ tịch Liên hiệp ban đấu tranh chống cộng sản và tay sai. Ông cho biết phái đoàn 12 người đã lái xe đi với hành trình hơn 2.700 dặm với hai tài xế chính là anh Hoàng và anh Minh Thành, đã thay phiên nhau lái xe hơn 2 ngày để cho kịp tới địa điểm tập trung tại Florida đúng giờ khai mạc. Và chúng tôi tới được Florida vào lúc 3 giờ ngày thứ năm. Tất nhiên là cái ngày mà chúng tôi 6 tây chúng ta tham dự cuộc biểu tình đó. Thời khi chúng tôi tới thời được lúc 3 giờ sáng thì chúng tôi tạm trú tại nhà ông chủ tịch cộng đồng là ông Lê Thanh Liêm, chủ tịch cộng đồng Florida. Và nghỉ ngơi cho đến 10 giờ chúng tôi bắt đầu ra địa điểm tập trung cũng gần đó ở trên đường Southern. Tại một cái Bắc Kinh cách địa điểm biểu tình khoảng 1 mai. Thì tất cả các hội đoàn ở các vùng lân cận như ở Georgia vân vân thì cũng đã tập trung tại đó. Thì chúng tôi đến đó rồi, đoàn biểu tình thì gồm có khoảng chừng từ 500 đến 700 người. Chúng ta đi dọc theo con đường Southern về hướng của dinh thự của ông Donald Trump ở trên cái cầu của đường Southern. Thì đoạn đường dài gần 1 mai. Thì tất cả những người tham dự biểu tình được phát cho mỗi người một cái áo thun. Như quý vị thấy, 6 vị ở có mặt tại đây đang mặc cái áo thun màu vàng đó. Thì khi mà chúng ta tới cái địa điểm biểu tình thì chúng ta đứng dọc theo bên đường dưới cầu, dưới chân cầu. Vì cái cầu đó là bên kia sông là dinh của ông Tổng thống Trump, nơi tiếp ông Tập Cận Bình. Thì chúng ta ở bên này cầu chứ không được qua bên kia cầu. Và khi đi như vậy đó, thời đoàn người đồng hương tưởng tượng là đoàn người khoảng 600-700 mà đi trên một cái trục lộ giao thông mà mặc với màu áo, màu vàng, màu cờ của Việt Nam, của chúng ta. Thì nó rất là, phải nói là rất là hùng vĩ, rất là, nghĩa là thể hiện cái tinh thần của người Việt Nam chúng ta ở trên cái địa thế, trên cái địa bàn. Mà trên cái địa bàn này phải nói là 40, 42 năm qua chưa hề có cuộc biểu tình nào xảy ra ở vùng Florida này. Đó là một cái điểm đặc biệt ở địa phương này. Và khi đoàn biểu tình chúng ta đi tới chân cầu thì cũng đứng chia ra phân phối đứng dọc theo một bên đường mà thôi, vì bên kia đường là đang sửa chữa nên không đứng được, mà chúng ta chỉ đứng một bên đường, bên trái của đường. Thời khi đứng như vậy đó thì chúng ta đang trong lúc phân phối đoàn biểu tình đứng để mà chờ cái phái đoàn của Tập Cận Bình cũng như phái đoàn của ông Tổng thống Trump đi ngang, thì đoàn biểu tình của Trung Cộng cũng xuất hiện khoảng 50 người. Họ cũng đứng bên lề, họ đứng xen giữa vào cái đoàn biểu tình của chúng ta. Thì phải nói là đây là một vấn đề nó phức tạp. Ở hai đầu thờ của người Việt tị nạn cộng sản chúng ta màu áo màu vàng, và ở giữa, đoạn giữa là màu đỏ, cái lá cờ của Trung Cộng. Và cái đoàn biểu tình này cũng bắt đầu là coi như chúng ta hô những khẩu hiệu, nhưng mà đặc biệt là Trung Cộng không có hô khẩu hiệu, mà chúng dùng những cái loa lớn để hát những bản nhạc của Trung Cộng mà thôi. Thì đây là phải nói là một cái vấn đề nó hết sức phức tạp. Vì từ trước tới nay trong các cuộc biểu tình chúng ta không bao giờ có sự đối kháng của đối phương. Nhưng mà ngược lại kỳ này chúng ta có sự đối kháng, có sự trực diện của lực lượng đối kháng là Trung Cộng.
Thành ra cái vấn đề biểu tình kỳ này nó phức tạp và chúng ta phải tranh đấu từng bước. Với cái tình hình như vậy, ở giữa là Tàu Cộng, hai đầu bên trái bên phải là của chúng ta. Do đó chúng tôi quyết định là phải cài năng lượng, có nghĩa là phải xen vô cái đứng sau của cái đoạn của Tàu Cộng. Và ngay trong giờ phút đầu thì chúng tôi được sự lên tiếng của những người trên bao thoát, nói rằng nếu mà làm như vậy thì có nghĩa là cái cờ vàng đã hỗ trợ cho cờ đỏ. Nhưng mà đây là một cái sự nhận định một cách tổng quát thôi, vì trong nội dung nó có nhiều chuyện. Chẳng hạn như những cái poster, những cái banner chúng ta đã đảo Tàu Cộng. Và đặc biệt có cái hình Tạp Cận Bình được lật ngược và đang ngậm trái chuối. Thì đó là một cái hình thức mà hết sức là phải nói là cái hình thức là chúng ta đã đảo Tạp Cận Bình. Thành ra chúng ta vẫn tiếp tục cái giai đoạn cài năng lượng. Và đây là cuộc chiến, nói là biểu tình, nhưng đây là một cuộc chiến giữa cờ vàng và cờ đỏ. Và cuộc chiến này nó xảy ra, mặc dù là cuộc chiến nó không có vũ khí, nhưng mà nó xảy ra bằng những khẩu hiệu, bằng những tiếng loa phát thanh, bằng những lá cờ tranh giành nhau. Nghĩa là lá cờ này che lấp lá cờ kia che lấp lá cờ nọ. Và cho đến mức độ gần như là đi tới căng thẳng. Và cô Thùy Dung là người tham dự cuộc biểu tình đã bị cảnh sát cảnh cáo 3 lần vì những hành động có thể dẫn tới bạo động hai bên. Và cô đã cho biết lý do. Biết là mọi ngày á, thì mọi lần là có tất cả những cuộc biểu tình của miền Nam Cali do Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai của chúng cháu tổ chức. Thì chúng cháu, ngay bản thân cháu có kinh nghiệm. Nhưng khi qua tới đó, khi thấy được quân thù trước mắt, mình nghĩ tới đồng bào ruột thịt của mình, các anh em của mình, các đồng bào yêu thương của mình đang quằn quại dưới sự xâm lược của Tàu Cộng. Thì cái lòng sôi sục hận thù của cháu tự nhiên nó bốc lên. Mặc dù là mình biết là mình phải giữ vững để mình không có làm cho tụi nó, tại vì tụi nó biết là tụi nó sẽ dùng đủ mọi cách để tụi nó thách thức mình, để cho mình bị thương hại. Nhưng vì cái lòng thù hận ở trong lòng cháu, riêng với cháu, lòng thù hận đối với Tàu Cộng quá sôi sục, cho nên là khi mà cháu đối đầu với tụi nó thì cháu cứ nghĩ về những giọt nước mắt của người dân trong nước đang phải chịu đói khổ do cái công ty Formosa và do cái tụi Tàu Cộng xâm lược chiếm biển đảo Hoàng Sa Trường Sa và đất của ông cha, nên những cái nước mắt của đồng bào đã biến thành cái sự hận thù của cháu, cho nên cháu mới bị cảnh sát warning. Và bà Kim Ngân chia sẻ kinh nghiệm khi tham gia cuộc biểu tình. Thưa vâng, chúng tôi có cờ chiến, âm thanh chiến, loa chiến và khẩu chiến nữa. Và chân chiến. Và tại vì chúng tôi phải lấn đất để giành chỗ đứng. Chúng nó cố tình cài răng lược với nhau. Chúng tôi cố tình gạt chúng nó ra bằng mọi cách. Từ giờ đầu cho tới giờ cuối. Cùng một lúc, tay cầm cờ, tay cầm loa và chân canh chừng là nó đẩy cái chân nó qua, nó xâm lấn bằng cái chân nữa. Cuộc chiến đó rất là gay go và rất là khốc liệt, bởi vì mình phải chiến đấu trong cái giờ phút mà tụi nó đó thì tới trước mình tới sau, mà mình phải nhập vào, mà tụi nó là đại cờ, nó dùng đại cờ không, mà mình thì cờ mình nhỏ hơn. Nhưng mà sau cùng cái sự quyết tâm của mọi người, và nhất là quý bà ở bên đó nhập cuộc với lại chúng tôi ở bên này, cái Nam Cali qua, nghĩa là đàn áp hẳn tụi nó, đến nỗi mà lúc đầu thì chỉ có một toán bảo vệ canh chừng đoàn biểu tình, về sau tới 2, tới 3, tới 4 sắc phục khác nhau, có cả cầm súng ống và cầm cái baton nữa để sẵn sàng đàn áp nếu chúng tôi có bạo động.
Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự buổi tường trình của biểu tình chống tập cận bình của phái đoàn Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai miền Nam Cali và phần trình bày của chị Bích Nguyễn và Nguyệt Nguyễn khi tham gia biểu tình. Tôi thì tôi thấy là khi mà tôi lại đó, tất cả các anh chị em đều lại đó, thì thấy cờ đỏ nó đã đứng đầy ở đằng đó rồi. Thì tự nhiên cái lòng của mình, tự nhiên mình nhìn thấy cái cờ là mình dị ứng lên liền à. Là mình xông pha, mình hết biết rồi, không còn biết gì nữa. Là nó dường nó đứng chỗ nào là cứ lại tới là sấn tới thôi. Bằng mọi hình thức này, bằng mọi hình thức khác là cứ chen vô cho bằng được. Để làm sao là cái lá cờ Việt Nam nó phải phất phới bay trên cái lá cờ đó cho chúng nó thấy. Tại vì mình nhìn thấy toàn là một màu đỏ không à. Thì cái tinh thần của mọi người lúc đó tự nhiên ai cũng giống nhau, xông pha bằng mọi hình thức, chen lấn đủ mọi hình thức. Rồi nhiều khi cũng có thể nó sắp lá cà luôn. Tới bên đó rồi thì được sự hỗ trợ của các đoàn ở bên Florida. Nhưng cái hỗ trợ đó là một phần riêng cái đoàn chúng tôi đã đem hết cái tinh thần, cái năng lực để chúng tôi hoàn thành cái trách nhiệm bổn phận trong cái ngày hôm đó. Và rất là vui mừng khi đoàn chúng tôi cùng phối hợp với các đoàn ở Florida quy tụ về đó đã chiến thắng được quân Tập Cận Bình hôm đó. Và lời chia sẻ của anh Hoàng và anh Minh là hai tài xế chính của đoạn đường 2.700 dặm từ Cali tới Florida. Với cái đoạn đường 2 ngày 2 đêm là kể, cái đó là cũng là một sự khó khăn, tại vì đường xá thì nó cũng xa, đi qua một vài cái tiểu bang. Thì em với anh Bình là hai người tài xế chính, rồi có thêm chị Bích, rồi có thêm hai niên trưởng. Nhưng mà hai niên trưởng đó thì coi như lái xe thì coi như chỉ tạm thời thôi, đêm không lái được với trời bị nắng chiếu, thành thử họ bị dị ứng. Thì cái sự mà coi như em vì cái tinh thần yêu quê hương, yêu đất nước, nhìn thấy cái gương của niên trưởng rằng tuổi tác đã ngoài 80, nhưng ngài với tinh thần quật cường đó thì tụi em noi theo cái gương, tụi em cũng cố gắng. Và đi đến cái đoạn đường mà coi như vô tới Houston đó, thì Phan Kỳ Nhân thấy tụi em cũng gờ quạng. Tại thức nguyên đêm thì ngài cũng muốn để mà thương em, thì ngài cũng muốn là lên ngài giúp tụi em lái cho 1-2 tiếng. Nhưng mà vì sức khỏe rồi tất cả mọi người cũng nói thôi, thì nên trưởng để chúng em còn có sức chúng em lái, thì chỉ cho ngài lái được có 2 tiếng thôi. Rồi bảo thôi ngài để nghỉ ngơi rồi là con chim đầu đàn, thì ngài phải hướng dẫn cái đoàn biểu tình để cho đi đến nơi về đến chốn, để kịp cái thời gian để mà chờ đón có một cái dàn cờ chào cái đám tàu cộng. Chúng ta phải đoàn kết lại với nhau. Hôm nay 42 năm tôi qua đây cũng rất là lâu, không thấy ở tại cái West Palm Beach đã có cái cuộc biểu tình ngày 6 tháng 4 vừa rồi. Đó là một cái sự đoàn kết của đồng hương người Việt tị nạn khắp nơi trên nước Mỹ đã trở về Palm Beach vừa rồi. Đó là một sự vui mừng cho chung tất cả những người tị nạn cộng sản, chứ không phải riêng cho phái đoàn anh em chúng tôi. Và ông Phật Kỳ Nhân cho biết cuộc biểu tình với ba mục đích chính. Mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu của cuộc biểu tình là đưa mà gửi một cái thông điệp cho ông Tổng thống Trump thấy rằng chúng tôi là những người Mỹ gốc Việt luôn luôn chống đối Tàu Cộng trong thái độ bành trướng Biển Đông và trong thái độ ngậm dấm lần đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng tôi có thái độ cứng rắn và chống đối cái việc này. Đây là một cái tiếng chuông để đánh lên để cho ông Tổng thống Trump thấy được cái hoàn cảnh đó. Và mục tiêu thứ hai cũng là cảnh cáo Trung Cộng, điển hình là Tập Cận Bình, thấy rằng bất cứ gia nào, dù chúng tôi ở xa đất nước Việt Nam, chúng tôi cũng cùng toàn dân ở trong nước chống sự xâm lăng của Tàu Cộng trên mọi phương diện, kể cả Biển Đông. Đó là một cái thông điệp thứ hai. Và một cái thông điệp thứ ba là cuộc biểu tình này nói cho toàn dân ở trong nước thấy rằng dù ở xa hơn nửa dòng trời trái đất, người Việt tị nạn cộng sản chúng ta luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho người dân trong nước
để làm cuộc cách mạng sớm thành công. Đó là ba cái thông điệp mà mang trong cái ý nghĩa của cuộc biểu tình ngày 6 vừa qua. Và lời tâm tình của ông Phan Kỳ Nhân trước khi kết thúc buổi tường trình. Thưa Đồng Hương, cũng như từ trước đến nay, suốt cái chiều dài của thời gian mà chúng tôi đã dấn thân đấu tranh, thì chúng tôi kêu gọi sự quan tâm của toàn thể Đồng Hương ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện tại, tuy rằng chưa chính thức đất nước ta rơi vào tay Tàu Cộng, nhưng mà chỉ là thời gian thôi, chứ còn mọi chuyện hiện tại gần như là rơi vào tay Tàu Cộng, từ văn hóa, chính trị và kinh tế, rồi lẫn các điểm quân sự đều nằm trong tay của Tàu Cộng. Do đó chúng tôi thiết tha kêu gọi toàn thể người dân trong nước cố gắng bằng mọi sức lực của mình. Đây là cơ hội sau cùng để mà chúng ta quật khởi, làm thế nào giải trừ được chế độ cộng sản để mà giữ nước. Đặt giả sử nếu năm 2020 đất nước chúng ta rơi vào tay Tàu Cộng, thì thử hỏi thế hệ con cháu nhiều đời về sau nói thế nào đối với chúng ta. Đối với chúng ta, thế hệ chúng ta không giữ được nước, để mất nước thì là trở thành người có tội với tổ quốc và dân tộc. Thành ra chúng tôi kêu gọi toàn thể Đồng Hương ở trong nước hãy quyết tâm và can đảm đứng lên để giải trừ chế độ cộng sản, vì chế độ cộng sản là chế độ bán nước, buôn dân. Chúng ta không thể kéo dài cái sự sống của chế độ này được, mà từ đó chúng ta mới nói đến chuyện giữ nước khỏi rơi vào tay Tàu Cộng. Còn đối với người Việt ở hải ngoại, xin đừng vô cảm, xin đừng an phận trong cái vinh hoa phú quý của vật chất, quên hết cội nguồn, quên hết cái gốc rễ của mình, làm thế nào mà có mặt ở trên đất nước Mỹ này. Xin hãy tiếp tay với chúng tôi, tiếp tay với toàn dân trong nước để cuộc cách mạng sớm thành công. Đó là ước vọng của Liên ủy ban cũng như của đa số người Việt chúng ta khi tị nạn cộng sản. Và chúng tôi cũng kêu gọi giới quân nhân các cấp, chúng ta là một quân nhân có trách nhiệm với dân tộc và đất nước, vì trên đầu chúng ta luôn luôn có ba chữ trách nhiệm, danh dự và tổ quốc. Thành ra chúng ta không thể an nhàn mà ngồi thờ ơ hưởng thụ ở nhà được. Chúng ta hãy dấn thân để mà tiếp tay với mọi người, và đặc biệt với trong nước. Đó là lời tha thiết kêu gọi của chúng tôi, và chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai về sau, lịch sử không lên án thế hệ chúng ta đã vô cảm để mất nước. Đó là điều mà chúng tôi xin nói lên cả một tâm tư, cả một tinh thần, một tấm lòng yêu nước. Dù tuổi tác nó không thành vấn đề, mà cái tinh thần, cái trách nhiệm nó là quan trọng. Thưa Đồng Hương. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi vừa gửi tới quý vị buổi tâm tình của phái đoàn người Việt tị nạn cộng sản từ Nam California đi biểu tình chống Tập Cận Bình tại West Palm Beach, tiểu bang Florida. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn những vị đã dành cho chúng tôi buổi tâm tình ngày hôm nay. Chúng tôi thấy đây là một cuộc biểu tình rất hào hùng và đầy cảm động, khi mà các vị đã bỏ hy sinh cá nhân của mình, thời giờ của mình, kể cả sức khỏe nữa. Như chú Phan Kỳ Nhân đã lớn tuổi mà bất kể cái sức khỏe của mình cũng tham dự cuộc biểu tình này mà đi bằng xe nữa, thì đây là một trường hợp hy sinh rất là nhiều của các vị từ già cho tới trẻ. Và chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự ở đây, và xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Xin chào quý vị.